ăn cái bao nào mà có nón là mình không chị gặp lấy cho em cái nha chị. Thì nhờ có động lực của quý vị và nhờ động lực những cô chú bác có tiền ở nhà mới được đi ra tới Gia Lai. Nhà có mạnh thần quân thì giúp người giúp thai chứ đâu phải mình lên làm được đâu. Mà tôi thấy nhờ giáo lý thầy nữa. Hiệp nhau làm phước có lòng thiên nhớ. Rồi hay là Nam Kỳ không thể sống riêng mà phải còn lo cung cấp cho miền Bắc Trung. Cho nên từ lẽ đó mà động lực tinh thần mới ra trở về vùng Gia Lai đó, nhất là ông tài xế này nè đó. Ông động lực dữ lắm đó, ông nhờ vô lý thầy đó. Đưa bà Trang lên luôn. Ông mà lại tôi quay qua cái là ông chạy liền à. Rồi chuyến này là đem đồ qua bển cho cái làng bận mấy năm trời luôn á. Tương hợp chị ơi. Dạ em không dám lấy pha muỗng cho bể em cái nồi chắc chắn ăn đi. Đó tương hợp đó mình đổ ra rồi mình múc vô bọc đó chị. Cái chày cắt ra. Cái chày nước suối cắt xéo ra đổ vô châm vô nó dễ gần chết. Thôi làm cho. Làm đi. Qua bên làm á. Xuống đò làm lai gai. Bây giờ lấy chai nước suối nè, cắt xéo cái vô chứ có gì đâu. Có mà. Dao cái gì? Cho bánh nhiều ngàn đi, lâu lâu lên mới khó. Đem xuống rồi biết liền, không đem cà phê á thì ba cái đồ ăn đó cũng còn cả. Ai chị thì chuyện bây giờ dư người bây giờ chuyện bánh đi. Rồi từ từ bảo hèo đó, tài xế đó ai ai muốn về Gia Lai liên hệ tài xế đó em. Thiệt chị hai bên ngồi giống vua thiệt á. Rồi mì hết này tới đây là mệt muốn chết rồi vậy. Yeah, sao lội nước được chị đó không kè thấy chưa, bằng sức nam đó thấy chưa đó, có ai ra so bị với chị không, sức nam đó. Đây toàn là người dân tín đồ Phật giáo Hảo An Giang trở về Gia Lai hết cả nhà. Ai muốn ra đây mở đạo Phật giáo Hảo thì ra mở nha cả nhà. Hết rồi mấy chị, hết rồi, hết rồi. Đây cả nhà, bây giờ là đây mấy cô đó sắp vô từ đây từ. Mình sắp cái nào mình được mình sắp rồi xuống đồng hồ ha. Bữa nay đi hướng khác em, quý vị xuống đồng hồ này hơi khỏe nè, đi gần lộ bộ mà đỡ chuyền đồ như bên kia, bên kia chuyền đồ cực lắm. Đây đi, đi qua đây gieo duyên nè, nè cho qua đây gieo duyên với em kia kìa. Đây, cho cả nhà xem. Qua đây cho chiếc xe đạp đó luôn. Cho xe đạp nhỏ đó đó, tôi nói rồi. Lần nào qua là nó nhào lên người mà đứa gặp ai tôi suy nhào nhào lên chứ mà kiếm niệm Phật niệm nó lúc đầu tiên á. Ừ, lần đầu tiên mình qua mình kiếm nó niệm lên niệm rồi. Chứ quá nhiều lần. Rồi bữa đó nó gọi ông tẹo khóc có tài khóc. Đây quý vị cho quý vị xem cái cảnh khung cảnh nó đồng hồ cái gì qua bờ bên kia cái gì. Rồi đi đi cả nhà ơi. Để chú này vô lại đi rồi. Không mưa không mai lại à. Đây đưa bịch cơm tôi, đưa bịch cơm tôi. Rồi đi 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 sư huynh. Đưa bịch cơm đi đội cho. Cơm làm được á. Cơm nhẹ. Nha. Yeah.
Rồi đi đi mấy cô ơi. Đi giờ này mát mẻ mà. Nè quý vị ơi, đây là áo này mà qua vô đồng hồ gì. Ông tài xế cho mình lên đồng lên bóng luôn cái áo này nè. Hả? Gọi sư bình thường lên clip liền ta coi gỗ gỗ luôn. Nó bữa nay chàng sao má ông bà già má con giác con ấy. Ừ, chứ tôi già. Ra ông đó, cái máy đó để cho tôi đi mà dựng cái chân cái này cho tôi. Rồi cái máy rớt một cái nha. Ông cho tôi máy khác. Vậy mấy tiên trì ngay đây là những người phụ nữ kiên cường. U60 giác đồ. Tiếp nè. Cái này quá à, ngồi đây giờ. Thấy đồ đi tới đây là hơn lắm nữa. Cái bọc của mình. Cái bọc của mình đâu? Hả? Cái này đấy nè. Chuyển đồ, biển màu bắt đầu chuyển. Chuyển đồ xuống phà nè. Chưa có tới. Đang ở đâu ở dưới quyện hả vậy? Má tàu. Con không gì. Sao không thấy? Quay nữa. Mày đi vòng vòng mà ngay tao mà mày biểu tao không quay. Okay. Nữa bà muốn cắt khúc nào bà cắt. Mày muốn cắt khúc nào nữa mày cắt. Cự lên đi. Quá dữ rồi, đồ đạc vậy. Hết sức rồi. Anh trả lết cho cái này, trả lết đi. Ai? Nữa. Nói nghe nè, sao mình thấy ít nước lắm đó nghe. Không, 4-5 lóc dưới rồi. Có đông dân đó. Có đèn dưới rồi. Chưa, đang xúc. Không, em sợ con cua. Rồi xuống dưới phà nè. Rồi qua bển mới chuyền ra, chuyền ra chuyền lên xe đi chập nữa mới tới. Ai xanh mặt? Không có đâu. Rồi thôi nghỉ rồi. Cái này bỏ đâu cô? Cái này đó mang bờ. Gọi đó, gọi đó, tập trung xuống đi quý vị ơi. Xuống đi để tôi xuống trước, tôi quay xuống cho đẹp coi. Tạo đồ mà người ta nó thẳng không tạo. Cảm thấy gì? Kẹt này bự lắm. Mọi người chọn cho mình một cái vị trí đi. Nhóm
Bãi đảo lại hối hận rồi đúng không? Bãi đảo lại là hối hận rồi đúng không? Chờ ngã, ta luôn. Thẳng thẳng ra sao đi, thẳng thẳng ra sao đi cho trên trên bờ còn xuống nữa cả. Yeah.
Bởi vì mà có động lực ta đi hoài là gì? Động lực đi hoài đó là gì? Với ai
bay lên xe ngồi cả ngàn cây số. Lê Trang đây, xin chào cả nhà. Đó, quay cho cả nhà xem à. Chạy chưa được nửa đoạn đường, nó đâu đâu bên đó đó, đâu 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 bên đó đó, chứ đâu phải bên đây mà hai cái này đâu. Để Lê Vy Trang quay trước cho cả nhà xem nha. Nam mô A Di Đà Phật. Cõi tịnh độ năm điều thanh nhà, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn. Chúng ta bà tim lùng dầu mòn, thân tứ đại của người cùng thế. Mau bất tình tố thân kéo trẻ đến tội rồi, mời ngói muôn màng chỉ cho bằng ta sớm lo toan. Dình giới luật nghe kinh trọng Phật, nên lâm chung quả lành đâu mất cõi Tây Phương. Chớ Phật đời chờ, việc tu thân thiện tính hằng hào, chẳng qua đến e cho khó tranh. Môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kéo phụ Phật xưa. Lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, sông huyền giang rước đưa xanh chung. Trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phương thì nên quyền trao thân tánh hành cho bền.
niềm ơn nghe toán đời những nào. Áo xem ta tay phương muôn ơi, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm, ráng tu cho quy tiết thân căn, được tâm phán Bồ Đề dần chắc. Nam mô A Di Đà Phật. À? Nam mô A Di Đà Phật. Lòng now.
kẻ kẻ cắt bậc công khanh mèo xó tạm đây đành rành chẳng